Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 7 sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài tập cuối chương 8. Rồi trước hết là các em vào bài tập số 1. Cho tam giác ABC cân tại A, góc A nhỏ hơn 90 độ. Trước hết là các em vẽ tam giác ABC cân tại A. Góc A nhỏ hơn 90 độ, tức là góc A là góc nhọn. Cân tại A thì AB bằng AC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. BE vuông góc với AC, CF vuông góc với AB. Hai đường cao này cắt nhau tại H, tức là H là trực tâm của tam giác ABC. Câu E, chứng minh rằng tam giác BEC, BEC tức là tam giác màu hồng bằng tam giác CFB, CFB tức là bằng tam giác màu xanh. Ta nhận thấy hai tam giác này là hai tam giác vuông. Vậy chúng ta sẽ sử dụng một trong các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Cụ thể ở đây, các em sẽ sử dụng trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Hai tam giác vuông có cạnh huyền bằng cạnh huyền, một góc nhọn bằng một góc nhọn, thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau như sau. Xét hai tam giác vuông BEC và CFB. Hai tam giác vuông này có góc C bằng góc B. Góc C các em đọc là góc AC CB bằng góc B. Góc B các em đọc là góc AB BC. Góc C bằng góc B vì sao? Bởi vì tam giác ABC nó cân tại A. Tam giác ABC cân tại A, cho nên hai góc đáy là góc C bằng góc B. BC là cạnh huyền, đúng không? BC là cạnh huyền chung của hai tam giác. BC là cạnh chung. Vậy hai tam giác vuông này có góc nhọn này, bằng góc nhọn này, cạnh huyền chung này. Vậy hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Tiếp theo là các em sang câu B, chứng minh rằng tam giác AHF, AHF tức là tam giác màu hồng bằng tam giác AHE tức là bằng tam giác màu xanh. Hai tam giác này là hai tam giác vuông. Hai tam giác vuông nó có cạnh AH là cạnh chung rồi. Cạnh huyền AH là cạnh chung rồi. Bây giờ mà các em chứng minh được góc nhọn A màu hồng bằng góc nhọn A màu xanh thì hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền và một góc nhọn. Được chưa? Rồi để chứng minh cho góc A màu hồng bằng góc A màu xanh, các em làm như thế nào? Các em nối AH kéo dài cắt BC tại M. Vì H là trực tâm của tam giác ABC. H là giao điểm của hai đường cao, đúng không? Cho nên H là trực tâm của tam giác ABC. Nên AM cũng là đường cao của tam giác ABC. AM là đường cao. Điều này có nghĩa là AM nó vuông góc với BC. AM vuông góc với BC. Tức là tam giác AMB và AMC là các tam giác vuông. Bây giờ các em xét hai tam giác vuông AMB và AMC. Các em chứng minh cho hai tam giác vuông này bằng nhau thì suy ra hai góc tương ứng là góc A màu hồng nó sẽ bằng góc A màu xanh. Rồi hai tam giác vuông này có này. Có đúng là AB bằng AC đúng không? Hai cạnh huyền là AB bằng AC. Vì tam giác ABC nó cân tại A. Được chưa? Tiếp theo là góc B, tức là góc ABM bằng góc C, tức là góc ACM. Hai góc này bằng nhau
Cũng bởi vì tam giác ABC là tam giác cân tại A. Cân tại A cho nên hai góc đáy bằng nhau, hai cạnh bên bằng nhau. Rồi, hai tam giác vuông mà có cạnh huyền bằng cạnh huyền, góc nhọn bằng góc nhọn. Vậy hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Được chưa? Cạnh huyền này và một góc nhọn này. Suy ra tam giác AMB bằng tam giác AMC theo trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Hai tam giác bằng nhau thì các em suy ra hai góc tương ứng là góc A1 nó sẽ bằng góc A2. Được chưa? Thầy giáo gọi A1 và A2 cho các em dễ hình dung cho nó khỏi rối. Rồi suy ra góc A1 nó bằng góc A2. Hai góc tương ứng. Như vậy là tam giác vuông màu hồng và tam giác vuông màu xanh có góc nhọn bằng góc nhọn cạnh huyền AH chung. Vậy hai tam giác vuông này bằng nhau. Được chưa? Hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền và một góc nhọn. Xét hai tam giác vuông AHF và AHE có góc A1 bằng góc A2 chứng minh trên. Đúng không? AH là cạnh chung. Vậy suy ra hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn. Cạnh huyền AH đúng không? Và một góc nhọn. Góc nhọn A1 bằng góc nhọn A2. Được chưa? Rồi tiếp theo gọi Y là trung điểm của BC. Y là trung điểm của BC tức là IB bằng IC. Chứng minh rằng ba điểm AHI thẳng hàng. AHI thẳng hàng. À, bây giờ chúng ta đang có là AHM nó thẳng hàng đúng không? Bởi vì chúng ta kéo dài AH nó cắt BC tại M. Vậy AHM thẳng hàng. M thuộc BC mà Y nó cũng thuộc BC. Để chứng minh AHI thẳng hàng thì các em phải chứng minh cho điểm M nó trùng với điểm Y. Các em hình dung được chưa? Chắc chắn điểm M và điểm Y là một. Rồi bây giờ chúng ta có này, tam giác AMB bằng tam giác AMC theo chứng minh trên, đúng không? Có đúng là ở trên chúng ta đã chỉ ra hai tam giác này nó bằng nhau không? Hai tam giác này bằng nhau thì suy ra hai cạnh tương ứng của chúng là MB nó bằng MC. Hai cạnh tương ứng MB bằng MC. MB bằng MC thì suy ra M là trung điểm của BC. Đúng không? Suy ra M là trung điểm của BC. Ở đây Y cũng là trung điểm của BC. Mà Y cũng là trung điểm của BC. Vậy M và Y trùng nhau. M và Y trùng nhau mà ta có AHM nó thẳng hàng rồi thì chứng tỏ là AHI cũng thẳng hàng. Do đó ba điểm AHI thẳng hàng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, cho tam giác ABC vuông tại A. Trước hết là các em kẻ tam giác ABC nó vuông tại A. Góc A là góc vuông. Vẽ đường cao AH tức là AH vuông góc với BC. Trên tia đối của tia HA. Tia HA tức là tia nó có góc là H kéo dài về phía A. Tia đối của nó là tia ngược lại, chính là cái tia này. Tia hướng lên trên này. Các em lấy một điểm M. Sao cho H là trung điểm của AM. H là trung điểm của AM thì HA phải bằng HM. Được chưa? Câu A chứng minh rằng tam giác ABM cân. ABM là tam giác cân. À, cân thì BA nó phải bằng BM thôi. Đúng không? BA nó bằng BM. Bây giờ các em chứng minh cho BA bằng BM. Rồi các em chứng minh như thế nào? Chúng ta sẽ gắn BA vào tam giác màu xanh, BM vào tam giác màu hồng. Chứng minh cho tam giác màu hồng bằng tam giác màu xanh thì BA nó sẽ bằng BM. Tam giác màu hồng và tam giác màu xanh là hai tam giác vuông, đúng không? Hai tam giác vuông. Cụ thể ở đây các em sẽ chứng minh theo trường hợp là hai cạnh góc vuông. Nếu hai tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất bằng cạnh góc vuông thứ nhất
cạnh góc vuông thứ hai bằng cạnh góc vuông thứ hai, thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là hai cạnh góc vuông. Được chưa? Câu A, ta xét hai tam giác vuông là BHA, tức là tam giác màu xanh, và BHM, tức là tam giác màu hồng. Hai tam giác vuông này có HA bằng HM, vì theo đề bài H là trung điểm của AM. Rồi, BH là cạnh trung, được chưa? BH là cạnh trung. Như vậy, tam giác vuông màu xanh và tam giác vuông màu hồng có hai cạnh góc vuông lần lượt bằng nhau, đúng không? Suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là hai cạnh góc vuông. Bằng nhau thì suy ra BA bằng BM, BA tương ứng với BM, hai cạnh tương ứng. BA bằng BM thì chứng tỏ tam giác ABM nó cân, và cụ thể là cân tại B. BA bằng BM thì nó cân tại B. Rồi, các em sang câu B. Rồi, câu B, các em chứng minh tam giác ABC bằng tam giác MBC. Chứng minh tam giác màu xanh bằng tam giác màu hồng. Trước hết là chúng ta có tam giác BHA. BHA bằng tam giác BHM theo chứng minh ở câu A, đúng không? Hai tam giác này bằng nhau thì có phải là các em suy ra góc B1 bằng góc B2, có đúng không? Ở đây chúng ta gọi là B1, B2 cho nó thuận tiện nha. Các em đánh dấu vào B1 này, B2. Có đúng là đọc B1 bằng B2 thì nó đỡ rối hơn khi các em đọc là góc ABC bằng góc MBC, đúng không? Góc B1 bằng góc B2 này, hai góc tương ứng này, được chưa? Tiếp tục chúng ta xét tam giác ABC, ABC và tam giác MBC. Tức là chúng ta xét hai tam giác mà cần chứng minh này. Nó có BA bằng BM, vì tam giác ABM nó cân tại B, được chưa? Góc B1 bằng góc B2 chúng ta vừa chỉ ra ở trên. Và BC là cạnh trung. BC là cạnh trung. Vậy tam giác màu xanh bằng tam giác màu hồng theo trường hợp là cạnh này, góc này, cạnh. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa? Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.